Ngay cả trong trường hợp bị thương nặng hay tiếp xúc với máu người, có thể thấy ý chí mạnh đến như thế nào khi cô bé từ chối Sanemi sau khi anh ta cố gắng dụ dỗ cô vào cắn ảnh với cái dòng máu gây phê pha của mình. Ha, cái thằng dù trẻ em vào con đường nghiện ngập. Trong đợt hiếm hoi mà Nezuko cố gắng nói tiếng người lại, cô bé đã nói lắp rất là nhiều. Có thể do há mồm ngậm cái ấm tre của đục chầu quá là lâu đi, mà cũng có thể là không phải. Sau từng đó năm không nói chuyện thì việc phải tập nói lại cũng là bình thường ha. Sau khi có thể chống lại được ánh nắng mặt trời, Tanjiro đã mừng rơi nước mắt vì không phải đeo cái thùng có chứa con bé em nặng như heo trên lưng mình nữa, khiến hội thợ rèn cảm động quá mà khóc chung cho đông vui. Từ đó, cô bé giao tiếp với người thường xuyên hơn, cách nói chuyện dần tiến bộ rõ rệt, có thể phát âm đầy đủ các từ khi nói chuyện, hoặc nghe lặp lại các câu nói của người khác thường xuyên. Inosuke đã dành nguyên cả ngày chỉ để dạy cho Nezuko nói câu: "Đấng Inosuke, đấng Inosuke."